Hôm nay bên mình đang tiến hành ráp cái máy xúc kim phun. Đây là cái máy xúc kim phun của bên Minh Phong ráp nha các bạn. Đây, đây kim phun. Thì máy xúc kim phun này được làm hoàn toàn từ inox 304 nha các bạn. Inox 304. Máy này là máy hai vòi, máy hai vòi. Ráp thì theo công đoạn, từng công đoạn một nha. Ráp hàng loạt, mình tiến hành mình ráp hàng loạt như thế này. Một lần ráp như thế này mình có thể ráp từ 100 đến 200 cái. Có mỗi anh em một khâu. Lúc trước mình có ráp đồng bàn ha, nhưng mà bàn bất tiện quá. Giờ chuyển sang ráp đất cho mấy anh em thoải mái. Thì những cái chi tiết này bên mình đều làm nha, bên mình cắt, bên mình có xưởng cắt, rồi bên mình có cái máy gấp gấp luôn. Để bo mạch, cái bo mấy cái bo mạch như thế này nè, mấy cái bo mạch như thế này thì bên mình tự gia công tự làm hết nha. Còn những cái thiết bị bên này thì bên mình mua linh phụ kiện thôi, linh phụ kiện về mình ráp thôi. Thì mấy em nó ráp như thế này, mình ráp hàng loạt như thế này thì nó không có lỗi. Thứ hai là cái sản phẩm nó mới đồng đều, cái chi tiết của nó mỗi đứa mới làm một khâu á thì nó không có sai sót. Đây thì bạn này đang bắt đồng hồ, còn bạn này thì đang bắt cái bo mạch, nó bo mạch, bo mạch. Còn bạn này thì bạn này đi dây, mình bạn đi dây. Một năm thì mình làm này thì vài lần thôi, mình làm một lần thì mình tán khoảng 3-4 tháng. Thì máy nó làm hàng loạt như thế này thì anh em biết là cắt hàng loạt, gấp hàng loạt, mình gia công hàng loạt như thế này thì nó sẽ đồng đều, nó không có hạn chế cái sai sót. Máy này làm toàn bằng inox 304 như các bạn. Nó 304. Cái miếng hông này dày dày, nó dày 8 gram đựng. Miếng này, miếng hông này dày bao nhiêu nhớ không? Nhớ không đại? Miếng hông này dày cỡ cỡ ly á, ly ly 2 á, miếng hông ly ly 2. Còn thằng này dày như inox, inox 5 5 gram quá, 5 hay 8 gram gì đó. Dày lắm mình cũng không nhớ nữa. Inox này mình được đánh xước nha. Inox này mình đánh xước nên bề mặt nó rất là đẹp. Các em làm xong này rồi em nó đóng vào thùng, đóng vào thùng, đóng vào thùng rồi bắt đầu nó sẽ đánh bóng lại bằng cà na. Là máy này thì làm bằng inox mới là đồng thau không, còn bằng inox đồng thau thôi. Dây thì bên mình làm dây rất là chất lượng nha, dây này cứng á, dây này là dây để làm mấy cái dây smoky này kia nè, rất là cứng, dây chống cháy, dây chống cháy ha. Đấy, bên mình sau đó bên mình sẽ cuốn một cái lớp lớp cái này nó gọi là lớp ruột gà, ruột gà để bảo vệ nha, ruột gà. Đó. Từng cái và từng cái một bên mình đều phải test kiểm tra hết nha. Đây là những cái tấm bên hông, những cái tấm bên hông là bên mình làm rất là dày các bạn. Tấm này inox cái này nhớ inox dày mấy ly không quên, con này dày lắm. Nó không nhớ bao nhiêu đâu, quá rồi. Anh em nào có nhu cầu mua máy xúc kim phun thì liên hệ bên mình nha. Tại vì cái máy xúc kim phun này nó có ưu điểm là nó rất là bền, nó hoàn toàn bằng nó làm bằng cơ khí, tất cả nó làm cơ khí hết, nó bền lắm. Làm inox đồng thau rồi máy xúc được hai kim một lúc luôn ha, hai kim một lúc. Cái máy này mình bảo hành cho anh em 24 tháng. Một cái máy mình bảo hành 24 tháng. Từng khâu một ha. Rồi cái máy này ngoài chức năng là nó xúc kim phun còn nó còn xúc luôn cả bồn đốt anh em. Những cái một số cái bơm xăng á, trên xe nó bị hư á thì anh em dùng cái máy này, anh em giả lọc cho cái bơm xăng để đưa vào kim phun nha, để biết cái bơm xăng nó còn hoạt động không hoạt động. Đó, một số cái bơm xăng là nó hoạt động nhưng mà nó yếu mà khách hàng họ không chịu thay, họ nói là họ vẫn chạy được thì dùng cái máy này. Mình dùng cái máy này mình vẫn có khả năng là mình thay cho cái bơm xăng trên xe được.
từng cái chi tiết bên này, từng cái chi tiết của cái máy này thì bên mình đã chọn lọc rất là kỹ ha. Từng cái van, từng cái con ốc một mình đều mua những cái đồ tốt mà để ráp ráp cho anh em không nha. Cái máy này mình bán mình ít khi nào bảo hành lắm, bảo hành là chỉ khi nào anh em á nước á, nước mưa nó hoặc là rớt vô mấy cái bo mạch này, qua mấy cái nút này nó rơi xuống thôi, lúc đó mình chỉ có mình sửa cái bo mạch thôi, còn ngoài cái phần cơ khí này nó bền lắm, mà vỏ thùng bằng inox nữa, dày chắc chắn nữa. Bên ngoài này cũng có một số cái đơn vị nó cũng bắt chước cái mẫu này, thì bên mình làm cái mẫu này là được 3 năm rồi, được 3 năm rồi. Bên ngoài gần đây thì cũng có một số cái đơn vị nó bắt chước cái mẫu này nó làm, nhưng mà thực sự ra nhìn cái bề ngoài về tinh tế, cái độ tinh tế, cái độ đẹp á thì không thể nào bằng cái máy của Minh Phong được, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á là mấy cái tính năng này, mấy cái tính năng mà mình xúc kim phun như là tăng tốc nè, tăng tốc nhanh chậm và ngâm nè, những cái điều khiển như thế này thì không thể nào bằng Minh Phong được, tại vì Minh Phong trực tiếp làm ra cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này hiểu được cái máy của mình và làm ra cái sản phẩm nó phù hợp với anh em. Có một số đơn vị họ cũng bắt chước họ làm theo nhưng mà cũng không đạt lắm, nhìn thì cũng được thôi nhưng không đạt đó. Thì khi mà mua máy bên Minh Phong thì bên mình sẽ tặng cho anh em hai chai dung dịch, một chai là vệ sinh kim phun, một chai là vệ sinh bùn đốt, và đồng thời là free ship cho anh em luôn nha. Máy này được bảo hành 24 tháng. Trong 24 tháng có gì hư thì anh em cứ báo về công ty nha. Hư bo mạch thì đổi bo mạch, mà thần thì không hư đâu. Mình làm một năm mình cung ứng cho thị trường cả 500 máy, mà cái số lượng hư thì cũng về khoảng 1-2 bo thôi, không nhiều. Hư cái đó là đa phần là do trời mưa nó dột, anh em để nó dính nước thôi. Chứ cái máy này rất là bền mà nó phù hợp với túi tiền của anh em nữa. Một cái máy này 4 triệu. Mà bây giờ đa phần anh em xúc kim phun thì nó khoảng từ 50 cho đến 100 ngàn một cái. Mà xe nào nói chung là hầu như xe cứ nào vào thì mình cũng xúc hết. Nó anh em nào có nhu cầu mua máy xúc thì liên hệ với bên mình nha. Mình cam kết với anh em là hàng rất là chất lượng, anh em sẽ hài lòng khi mà cầm cái máy trên tay, cũng như là trong quá trình thao tác, trong quá trình làm á thì anh em sẽ ưng ý ngay à. Nó hỗ trợ cho tất cả các dòng xe của mình như là Honda, Yamaha, SV, Kimco đều làm được hết nha. Chi phí để đầu tư con ban đầu rất là rẻ, chỉ 4 triệu bảo hành 2 năm. Đó, rồi còn chi phí mà sử dụng á, trong quá trình sử dụng thì một cái kim phun thì tốn có chi phí xúc nó khoảng 5.000 thôi. 5.000 hoặc chưa tới 5.000 nữa. Và thời gian xúc thì nó rất là nhanh. Thời gian xúc thì nó rơi vào tầm khoảng 2 đến 3 phút rồi cho một kim phun rồi là đã sạch. Nó có chức năng kiểm tra kim phun nè, rồi nó có chức năng là xúc kim mà chức năng vệ sinh bùn đốt. Anh em nào đang sử dụng cái máy này thì mình thấy là anh em rất là hài lòng. Rồi anh em nào có nhu cầu mua máy này liên hệ với mình qua số điện thoại là 0906 nha 877 829. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.